Rồi, Chay chuẩn bị đi bơi nè cô chú ơi. Hả? Con đi bơi nào? Con đi bơi nào? Con cởi dép ra đi con, cởi dép ra bỏ vô vỏ liền ngay lập tức để chút nữa con bỏ ở ngoài là mẹ đi về mẹ quên luôn đó. Lại lên. Đưa mẹ cởi bỏ vô vỏ nha chưa? Chứ mấy lần chút nữa mẹ quên đó. Mẹ là giờ mẹ không có nhớ ai đâu. Mẹ quên hết. Trời ơi có cái chân. Con sắp đi bơi con có vui không? Con làm gì vậy Chay? Không phải làm sao? Coi Chay con lại con đứng gần cái con đó coi con với con đó ai đẹp hơn. Có con này nè, lại đứng gần cái con này nè, con nhớ hồi nhỏ con chụp hình với con này không? Quay lại đây. Chay đi. Chi. Can you say chi? Làm viên làm dáng coi. Làm viên sao? Đứng làm viên sao? Chụp hình cười coi, nhìn mẹ cười coi. Nhìn mẹ cười. Trời ơi, có đứng chu đích ra coi. Quẹo qua tạo dáng coi, để tay lên càm coi, tạo dáng để tay lên càm coi. Quay lại đây. Ai á, cái con đó là có con. What? Is it Jade? JD, I think that's your name, JD. They call your name. Level 3, go. Jay, go over there. Jade, what are you doing? Oh, hi. Ready? Đó, vô rồi. Bye, sweetheart. Vô rồi đó. Dạ, tới giờ bơi rồi cô chú ơi. Wow, trông cô bả lẹ không? Bả giờ bả xuống nước bơi như người nhái vậy đó. Đó, bả y như người nhái. Phải chi mà có cái nhà bực mô mốt mà đặc biệt mà mốt mua nhà là nhà phải có hồ bơi. Cái tiêu chuẩn của Ngọc mà mô mốt mua nhà mà nếu mà mua nhà nào mà không có gần sông á, nhà phải có hồ bơi. Tại vì ở bên đây mà nhà mà không có gần chỗ nào hết mà không có sông, không có suối, không có hồ bơi hả, mấy đứa nít nó cũng buồn lắm. Mà đi qua dọn đi chỗ khác là phải đi cái vùng ấm hơn. Mà ấm hơn là nhà phải có hồ bơi cho tụi nó bơi. Thì gặp thấy con Chay nó thích nước dữ lắm. Giờ nó sắp bơi mình nó được luôn rồi đó. Hay ghê luôn, chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi là tự bơi mình nó được luôn rồi. Không, hồi bữa tính cho nghỉ mà cái gì đó. Chủ của cái chỗ hồ bơi này là gọi điện thoại Ngọc nói sao mà mày cho con mày nghỉ vậy. Ngọc nói tại vì hả, tôi thấy bà làm việc không có chuyên nghiệp. Đội ngũ làm việc của bà không có chuyên nghiệp. Tôi bực mình, tôi nghỉ. Cái xong rồi bà nói tao xin lỗi mày nha. Từ giờ về sau cái tình trạng nó không có xảy ra nữa đâu. Thôi mày cho nó đi học lại, nó gần được biết bơi rồi. Nhưng mà Ngọc thấy nó bây giờ mà cho nghỉ thì nó cũng không có chuyện gì làm, cũng buồn quá nên thôi cho đi học lại. Trời ơi, nhìn con người ta kìa. nó nói my turn, nó về tới phiên nó đó. Bà cô chưa có cho tới phiên nó. Quên đem cái chuyến bơi cho nó hoài. Cô bà ngồi kìa. Ngồi ngoan đi chưa. Thôi từ chị hai với chị hai. Chị với bà ra cho chị ngồi im rồi chị chịu không nổi á. Cô giáo này, cô này bơi với nó từ lúc nó 4 tháng tuổi tới giờ luôn. Yeah, giỏi quá. Chay giỏi quá. Trời ơi, tự lên được luôn kìa, hay chưa? Bữa giờ lâu quá chưa có quay Chay đi bơi cho cô chú coi. Trời, có cái bờ vai kìa. Bờ vai nhỏ bé kìa. Nhìn bờ vai muốn bính giòn cái vậy sao không? Tới bả đó, ta chưa kêu bả lo bả đứng lên này không? nó chỉ vô bụng lên nó nói tới lượt nó đó. Ta chưa kêu lo đứng lên này. Ý như mẹ nó thiệt chứ phải. Không chịu chờ đợi gì ai hết.
đó, tới nó đó, nó tới nó đó. Con tôi mà tôi không biết nó, ai biết nó vậy. Dữ dằn không? Anh này chắc lớn hơn á chay á, anh này chắc cỡ chừng 4 tuổi á. Không có nhỏ đâu nha. nhìn con tay say sưa không? Quên em lúc nào đi bơi cũng quên em cái oh God bless you. Lúc nào đi bơi cũng quên em cái chuyến bơi. Rồi. Đó, giờ tới bả rồi đứng lên này nha. Khó nhảy lắm. Khó nhảy dữ lắm. Monkey walk, cái đó gọi là monkey walk đó cô chú, là giống như là bợ ở cái gì đó, cặp ba kè đó, cặp ba tường đó. Sau này ít người bơi dữ trời, lớp bơi gì có những con nguyên cái lớp của ba đứa rồi thôi chứ, bởi vậy hả? Mùa này người ta nghỉ hết rồi đó, đâu có ai đi bơi nên phải ráng năn nỉ gọn thọ Ngọc lại đi cho Ngọc đi bơi chứ. Để cho bơi cho bơi cho có tiền để người ta chạy run cái sự nghiệp kinh doanh của người ta chứ còn nghỉ hết này thôi chứ. Tội chứ, khổ ghê, hồi đó bơi quá trời luôn, giờ bơi gì bơi có ba đứa là tiền đâu sao có, khổ sống trời. Bởi vậy chết người ta luôn. Rồi chay gì bơi xong chơi vui không con? Nói cô chú nghe, trời bữa nay mặc cái bộ đồ màu cam đã đời dữ sợ ha. Rồi bây giờ qua bên City ta bắt mua đồ ăn nha. Không. Mẹ order đồ ăn rồi chứ sao không? Dạ luôn. Alo. Hello. Ngọc ơi, Miley đây. Hello. Chị là Miley đây. Hello Miley. Dạ, em khỏe không? Em khỏe, chị khỏe không? Khỏe, chị được xá tế của chú của em đó rồi. Ăn ngon không? Ăn ngon không? À, dạ, em nói gì? Chị ăn ngon không? Ngon. Cô chú nên biết một cái điều này nè cô chú. Nếu mà mỗi lần mà Ngọc bấm điện thoại lên á mà con chay nó không có muốn quay á là nó sẽ dùng dãy nó la lối âm sầm hết á, mà nó mà muốn quay là nó im. Mỗi lần mà nó ngồi đằng sau ghế đó mà nó mà không muốn quay một cái là Ngọc mở cái máy quay lên rồi nó đạp cái điện thoại rồi nó không cô chú nữa, không cô chú nữa. Mà nó muốn quay là nó ngồi im, nó làm, nó diễn rồi đi kiếm nó. Đúng chay. Trời ơi, đó đang diễn. Hết ngăn bả. Bởi vậy con, ta cũng có diễn cũng có lúc mệt mỏi chứ mà phải giỡn đâu. Diễn là phải lúc đó. Đó là cô chú thấy đang nó dính lên cái miệng nó rồi kìa, nó đính nó ăn bagel với cream cheese, nó dính lên miệng nó rồi. Bagel thì nó không ăn, con chay ơi, con cắn cái miếng bánh mì giùm cho mẹ đi chay ơi. Cắn cái miếng bánh mì đi con, đừng có ăn cream cheese không con ơi. Hả? Rồi đưa. Rồi. Con có lấy khăn giấy con chùi miệng không? Con lấy khăn giấy con chùi miệng đây nè. Đó, ăn ngày nào cũng ăn bagel với cream cheese. Hồi sáng nay trước khi đi bơi là ăn cơm với lại cá hồi. Má trời. Ô ô. Hả? Ê bé. Cái gì? Đứng ra con hả? Em nước ở xa. Nước ở xa không? Em nước ở xa. Hả, mới đi bơi xong mà bây giờ nãy ghé Starbucks mua cà phê với lại bánh bagel, bây giờ mẹ sẽ chở chị. Bánh bagel. Ừ, bánh bagel, bây giờ mẹ sẽ chở chị đi nhà băng. Nhà băng. Nó qua đi qua nhà đây. Cái gì nhỉ, qua nhà Tây? Đi mẹ qua nhà đây. Chị muốn đi nhỉ, qua nhà Tây. Mẹ qua. Bây giờ á, chở chị đi nhà băng, nó biết làm gì không? Dạ. Để bỏ chị vô cái sắt. Bây giờ mẹ nhờ chị. Sắt.
Ừ, bỏ chơi giờ chơi quý giá quá, để chơi ngoài đường mất rồi sao? Mình chở chơi đi nhà băng mày nhốt. Không mất chơi nữa. Không nhốt chơi. Chứ bây giờ chơi quý giá quá mà biểu. Bây giờ chơi là cục vàng của cô chú, chơi là cục vàng của mẹ. Bây giờ chơi quý giá quá, mình phải chở chơi đi nhà băng nó nhốt đây đâu. Để ngoài mất rồi sao? Sao để mày chờ mày chở thì ngồi im đi, mày chở gì mày vô mày giấu không á? Giấu. Giấu dao. Hả? Giấu dao mẹ ơi. Ai? Giấu dao. Ai? Giấu dao. Nói gì mẹ không hiểu? Mẹ giấu dao. À, giấu trong nhà băng á. Giấu trong nhà băng á, bỏ chạy vô trong đó kéo cách sắt để đóng tủ rồi. Chơi với bóng đêm không? Mẹ đi không? Chơi với bóng đêm không? Mẹ chơi mắm tinh. Chơi bóng đêm. Mẹ chơi mắm tinh mẹ ơi. Cũng chơi với bóng đêm phải không? Mẹ chơi mắm tinh. Mẹ chơi mắm đêm. Bóng đêm. Bóng đêm. Ừ, bóng đêm chứ không phải bóng râm. Bóng đêm. Con có chơi với bóng đêm không? Mẹ chơi đi. Mẹ chơi đi hả? Ok. Vậy mày ngồi trong bóng đêm mày chơi chơi luôn nha. Dạ. Chút nữa mày chở chơi đi park nha. Hả, không đi park nữa hả? Giờ con muốn đi đâu nữa mày nghe coi. Mẹ với chơi với ba là chuẩn bị đi du lịch nữa cô chú ơi. Chuẩn bị đi du lịch nữa, ba đã lấy ngày nghỉ rồi, ba đã lấy thêm một tuần nghỉ nữa rồi, mình chuẩn bị mình đi chơi nữa. Đi chơi. Trong dịp nè, mày nói chơi nè, sinh nhật của chơi, chơi muốn đi đâu? Muốn cô chú hả? Muốn đi cô chú hả? Rồi xong rồi cái hả? Đợi coi chừng nào đỡ cách ly rồi đi về Việt Nam chơi ha. Mẹ với chay đi về Việt Nam thì được rồi đó, còn ba đi chắc không được đâu. Ba chay về đi nè, miền Nam được. Tại vì bây giờ mà về Việt Nam cái là cách ly 2 tuần rồi về bên đó ba bị cách ly xong 2 tuần rồi ba đi về lại đây rồi. Còn mẹ con mình thì đi chơi được lâu, mẹ con mình thì đi đâu đi bao lâu cũng được. Còn ba thì về Việt Nam mà bị cách ly 2 tuần là hết ngày hết giờ lấy gì đi chơi. Nên là mình mẹ nghĩ chuyến này ba sẽ không về Việt Nam được. Nếu mà đi á là biết sao không? Nếu mà đi á là đi vậy nè. Tại vì ba với mẹ muốn đi Hàn Quốc chơi mà Hàn Quốc chắc hơn Mỹ qua Hàn Quốc không biết có bị cách ly không biết. Mình phải ngó, nếu mà đi như vậy mà cho ba muốn đi á là bay từ Mỹ qua Hàn Quốc. Xong rồi cái hả chơi đã đời, xong rồi cái ba bay từ Hàn Quốc, ba bay về lại Mỹ rồi mẹ với con từ Hàn Quốc bay về Việt Nam. Đó. Nếu mà đi với ba là cho ba đi là đi vậy đó. Rồi xong từ Hàn Quốc có khi mình từ Hàn Quốc mình mà nếu mà hai tuần ba mà chơi hai tuần mà ở Hàn Quốc thì nhiều quá. Mình chơi một tuần ở Hàn Quốc, mình chơi một tuần ở Nhật. Đó. Là có chạy đi luôn, chạy cho chạy đi Nhật với đi Hàn với mẹ luôn. Nếu mà tính như vậy. Để về tối nay mày về mày nói chuyện với ba coi. Tối nay mày về mày mà nếu mày đi cái kiểu đó đó, mà nếu mà biết sao đi cái kiểu đó thì không có kịp đi về ăn đám giỗ ông cố. Đám giỗ ông cố tháng 11, tháng 12 rồi mà đâu có ăn kịp đám giỗ ông cố, mà ba cho tới tháng 1 ba mới được lấy ngày nghỉ. Tới đầu năm đầu năm 2021 ba mới được lấy ngày nghỉ. Mà nếu như vậy thì mẹ sẽ về mẹ ăn được, mẹ với chay được ăn Tết ở Việt Nam. Đó, thấy không? Thấy mày tính hay không? Mày tính gọn không? Con thấy sao? Con có muốn ăn Tết ở Việt Nam không? Ok. Và tính như vậy là tháng 1 đi, qua tháng 1 cái lấy ngày nghỉ. Cái là thấy bay đi qua Nhật trước ở tuần, xong bay qua đi Hàn Quốc ở tuần, cái là ba tuần đó cái ba đi về lại Mỹ. Cái gì? Từ đó cái ba về lại Mỹ, cái mẹ với con
con mới đi về, mẹ với con mới đi về Việt Nam. Gì? Mở cửa ra hả? Mày tính cái kiểu đó đi sao chơi? Tính cái kiểu đó đóng tập tiền nha. Đóng tiền hàng, đóng tiền đồ. Nhớ. Hết rồi. Tính cái kiểu đó là đóng tiền hàng, tiền đồ nhiều lắm. Tại khi mà mỗi lần mà mình về Việt Nam á là con thấy mình đóng một lần mình đóng 6 thùng đồ về Việt Nam. Mà nếu mà mình đáp cắn ở Nhật trước là mình phải rinh 60 thùng đồ đó mình để trong khách sạn. Thấy không? Cái xong mình bay qua mình bay qua Hàn Quốc cái mình phải trả một đống 6 thùng tiền đồ đó nữa. Cái từ Hàn Quốc mà mày vậy mày bay về Việt Nam mày đóng 6 thùng đồ đó nữa là tiền không luôn á nha. Con thấy mày bỏ cái thẻ đó vô cái mày bắn cái nút là cái thẻ đó tự động nó chạy vô trong cái cô đó lấy liền, thấy không? Thấy hay không? Mình đâu có cần phải đi vô nhà băng đâu. Rồi bây giờ con coi cái cô đó lấy cái micro mở cái camera ra nói chuyện với mẹ nè, coi nè, nhìn thẳng. Đúng rồi. Khi em như hoa nhạt màu anh quên cái câu chuyện. Hả? Câu chuyện. Đọc. Hi, I'm good, how are you? I have a question. That bank account, the one I send you, I don't know some reason when I charge it, it declined. Your card's declining? Yeah. And okay. Thank you. Cổ nói để cổ gọi cho cái công ty cái gì đó, electronic department đó. Cổ để cổ coi bị cái thẻ bị gì mà mẹ chặt tiền cái thẻ, nó không có nhận cái thẻ đó. Vô lý chơi ha. Cô thấy vô lý không? Chắc hình như ăn pan bagel cái riết là hết tiền của mẹ chứ gì? Đúng không? Make up gì? Make up.
em đi cấp anh chị thương. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Rewards of Platinum Mastercard. Ủa con đang làm gì vậy trời? Ủa con make up á hả? Con make up pencil. Trời ơi nó tự ngồi nó tự tưởng tượng nó make up. I will be like make up make up Rapunzel. Ồ con make up giống Rapunzel hả? Không phải. Không phải ai? Make up Aladdin little time. Không phải. I want to be silent makeup. I want to be silent makeup. Makeup I want to be silent hả? Là makeup giống Princess Jasmine hả? Makeup giống be silent. Hát đi. I want to be up. Đi đâu? Bị gì? I want to be silent. Cái miệng dính burger cream cheese không kìa. Sour cream kìa, đó, chùi đi. Đúng rồi, chùi đi. Con chùi miệng mà mày tưởng con tắp rùi không á chay. Đâu có được bóc mũi. Trời ơi, vô duyên quá đi thôi. Hai quân bị xài lấn thì sao? Hả? Cô đâu à? Cô còn ở trong á. Cô đang gọi điện thoại cô coi cái thẻ mẹ tới đâu rồi. Mới gì tự nhiên á hả? Người ta mẹ mua đồ. Để mẹ hỏi cô về cái premium two great choices này coi. Reward of Platinum Mastercard. Đúng rồi, để về tối nay về mẹ cần phải kêu ba apply cái thẻ credit card cho cái máy bay nữa tại vì dạo này mình bay nhiều lắm. Nên là mình have some money. Hả? Để tiền đâu? Tiền đâu vậy? Tiền đi mua đồ chơi cho con hết rồi còn tiền đâu còn nữa. Bởi vì con phải để dành tiền. Cut. Hả? What's the cartoon? Ồ, bỏ cái thẻ vô quẹt á hả? Trời ơi, con nói giờ nó biết quẹt thẻ, nó kêu put the car in là nó kêu quẹt thẻ đó, có được nó không? Thẻ, cái... Okay, so what's the how come? Yeah. But did it what? Did it go through or? No, it didn't go through. Okay. Yeah, it was me. I don't know why they didn't call me, but they just blocked it. Okay, talk to someone that daily limits. Your daily limits power is 3,000. If it is, take your large person and let us know. Mommy! Okay. I got it. So now it's going to unlock? Yep, okay. Okay, thank you. À, cái cô đó nói là mẹ. Cái cô đó biết sao không? Con nghe mẹ nói nè. Cái cô đó nói là mẹ một ngày mình chỉ được xài khoảng cái giới hạn số tiền thôi mà hồi bữa mẹ quẹt nhiều mẹ xài nhiều quá nên là nó tưởng là bị ăn cắp. Nó tưởng là bị ăn cắp, ai nó tưởng bị ăn cắp nên là nhà băng đóng thẻ lại luôn. Để mày gọi cho ba cái. Đó, nó tưởng bị ăn cắp nên nó đóng lại luôn. Trời ơi, mà từ hồi bữa tháng 7, đóng từ hồi bữa tháng 7 tới giờ mà từ bữa tháng 7 tới giờ mẹ không xài cái thẻ đó luôn á. Nên là bây giờ mới biết, trời ơi, con thả tim á hả con? Trời ơi, trái tim đẹp quá. I will... Thank you very much, bye bye. Xong rồi đó chay, vậy thôi đó chay. Rồi, bây giờ mẹ với chay tiếp tục đi Best Buy nha. À, thằng... Mẹ với chơi đi Best Buy xong rồi đó. Dạ anh là... à, không biết cô chú còn muốn coi chơi không biết. Nãy giờ quay cũng lâu lắm rồi đó. Nãy giờ quay mười mấy hai chục phút rồi đó. Kệ nó để cô chú coi chơi đi. Cô chú nào mà rảnh rảnh á coi chơi nhiều vô. Chứ hồi bữa thì cô chú nói coi chơi ít quá. I won't be silent. Ừ, nhà chú gì con muốn đi đâu? Đi nhà cô. Hi baby. So I just went to the bank and you know what? The yeah, it's blocked since July. Can you believe that? And we haven't used the car. We've been only using the business car. Yeah. And
but because they said that I was transferred so much money that it just blocked that it started, which was a fraud. So now it's already unlocked. She asked me, was it you that sending that much money? I said, yes. She said that the limit is only $3,000 Không cô chú ơi.
rồi, Into the Unknown gì đó, đúng rồi. Mà bây giờ con hát bài chỉ là nỗi nhớ mãi đến sau một tình đã lỡ đi. Cái bài mà chị là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, bài đó tên gì á? Bài gì? Con nói đi, cái bài đó tên là Hoa Nở Không Màu. Con nói đi, bài đó tên là Hoa Nở Không Màu. Bài này. Bài nào? Bài bài nào? Bài cửa xuống hả? Bài đó tên gì? Muốn bài đó tên gì?